Hòa trong không khí vui tươi phấn khởi của hàng triệu thiếu niên di động trong cả nước đón Tết Trung thu. Tối qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em là người đồng bào dân tộc tại huyện Hòa Vang. Tại chương trình, Quỹ bảo trợ trẻ em thành phố và huyện Hòa Vang đã tặng kinh phí hỗ trợ mua dụng cụ học tập mỗi suất 500.000 đồng và quà trung thu cho hơn 300 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Trẻ em là người đồng bào dân tộc, trẻ em mồ côi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Hòa Vang. Đây là những món quà thiết thực, ý nghĩa, góp phần lan tỏa một mùa Tết Trung thu ấm áp. Con từ Hòa Bắc xuống với đêm hội trăng rằm, con rất là vui. Cảm ơn các cô chú đã hỗ trợ cho con. Hôm nay con rất là vui khi được tham gia hội trăng rằm. Con được nhận quà, con cảm thấy rất là vui. Sau 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, cùng với thiếu nhi cả nước, năm nay đông đảo thiếu nhi tại địa phương đã được đón một cái Tết Trung thu rộn ràng, vui tươi, với nhiều sự quan tâm của cộng đồng xã hội. Dịp này, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố cũng kêu gọi các ngành, đoàn thể và các địa phương dành nhiều sự quan tâm hơn nữa cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, cùng chung tay để tất cả trẻ em được đón Tết Trung thu vui tươi tại cộng đồng.